Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả các đồng chí. Chào các bạn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như xem những cái video của mình. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Báo cáo. Trước khi lắp vào để hoàn thiện chiếc âm ly của hãng Hùng Loa Việt Nam có tên đọc theo chữ Việt, tiếng Việt là BAKE. BAKE. Đấy. Thì quay lại để cho các đồng chí xem phiên vị của nó. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là đặc biệt với những đồng chí nào mà ưng bụng cái sản phẩm này thì cũng biết được là nội thất của nó như thế nào, phiên vị của nó ra làm sao, nó đã bét tè lè nhè chưa, đúng không ạ? Đấy, vì trên thực tế thì có hàng điện tử có rất nhiều những chiếc âm ly phiên vị nó đào bới xơi lộn nhiều, nó bét nhè rồi nhá. Đấy, nhưng mà chúng ta không xoay được thì đấy nó cũng kể cả cái điều gọi là cũng không may mắn cho lắm, đúng không ạ? Thì trước khi đi vào xoay phiên vỉ của chiếc âm ly này nhá, thì cũng thông tin với các đồng chí, có một người anh em múc cái bộ cái mạch công suất của hãng Phúc Lộc, hàng zin nhá, hàng zin của hãng Phúc Lộc, 12 con xó than lớn thì mỗi bên là 6 con, 1 2 3 4 5, 6 con xó than lớn, 3 con C5200 và A qua 3 con A1943, tức là 3 đực và 3 cái, 3 cặp vào trong này nhá. Đấy. Đây là mặt dưới của nó đây. Đấy. Thì chọn bộ như thế này, cả xò cả tỏa nhiệt các thứ như thế này. Đấy, về chỉ có cho nó ăn điện nhá, cho nó ăn điện xong rồi đưa tín hiệu vào, nối dây lại ra loa là nó nói. Một cái mạch như thế này mình bán 200.000 đồng. 200.000 đồng báo cáo các đồng chí nhá. Đấy, hàng vẫn còn rất chi là đẹp đây. Con điện trở xanh này các đồng chí lưu ý. Con điện trở màu xanh này là hàng zin. Hàng zin của công ty điện tử Phúc Lộc. Đấy. Khi ta nhìn thấy cái con điện trở mà nó không có màu xanh này. Đấy. Ở đây có một con, nhưng con này là con nguyên bản của nó nhá. Đấy, thì cái âm ly đã bị sửa chữa, đã bị đào bới xơi lộn. Đấy. Tất nhiên là thay những cái con điện trở. Nghe thì có tưởng là đơn giản. Đấy. Thế nhưng mà xin thưa với các đồng chí, nếu như mà không cùng trị số của nó là nó dẫn đến hiện tượng gọi là nó hoạt động sai chế độ đi. Nó sai chế độ đi thì dẫn đến hiện tượng là gọi là sai một ly thì đi một dặm. Đấy. Điện áp mở của cái con đèn kích này nhá, cái góc mở của nó khác một phát ấy, thì cái phần công suất này nó làm việc sẽ khác đi rất nhiều so với lại thiết kế của nhà sản xuất. Bởi vậy tại làm sao có những hàng mà không phải nguyên đồ điện tử và những cái hàng khác cũng vậy, khi sửa chữa lại nhiều khi nó lại không được bền là như vậy nha. Đấy. Chia sẻ với các đồng chí một cái mẹo nho nhỏ để dựa vào đấy để ta biết là xác định là sản phẩm nó còn zin hay không. 200.000 đồng khỏi phải sửa chữa làm gì cả nhá, khỏi phải sửa chữa làm gì cả. Trước khi gửi đi mình sẽ test, là thứ nhất. Cái thứ hai mình sẽ hàn dây luôn cho để xong mình đánh dấu vào, mình đánh dấu và viết ra cái tờ giấy đâu là dây điện áp cộng, đâu là dây điện áp trừ, đâu là dây mát, đâu là dây tín hiệu vào, đâu là dây tín hiệu ra loa nha. Đấy. Hỗ trợ cho các đồng chí về cái vấn đề đấu dây để cho nó riêng rỉ lên. Đấy. Cái có đồng chí nào có nhu cầu 8 sò có, 12 sò có, 16 sò có, 4 sò thì không có nha. Kính thưa các loại bo mạch của âm ly karaoke, bo mic, bo echo, bo nguồn, bo công suất, thích bo gì có bo đó nha. Quắc cùng các thứ, dây dặn bluetooth lằng nhằng mì tôm. Đấy. Về vấn đề audio thôi, tại vì cái quen mồm nói từ mì tôm chứ mì tôm mình không qua bán nha. Bây giờ ta tiến hành đến cái vấn đề xoay về cái toàn bộ cái phên vỉ mặt đằng trước của chiếc âm ly Hùng Loa BAKE có model BA306D. Cái mạch đầu tiên này là cái mạch music HLOV này. Đấy. Music ở đây nhà sản xuất thiết kế cho hai con IC4558, chiếc áp và công tắc đã thay mới hết này nha. Đấy. Không phải suy nghĩ về cái vấn đề lẹt xẹt, đương nhiên là nó sẽ lẹt xẹt, thế nhưng nó phải qua 37 là 21 nha, không phải 21 ngày đâu, có khi là 2,1 năm, có khi là 21 năm đấy nha. Đấy. Rất sạch và đẹp. Còn đây là những cái vết thay công tắc thì nó đương nhiên nó sẽ qua cái vấn đề gọi là nhựa thông. Hàn là nó phải có nhựa thông, chất trợ hàn mà, đúng không ạ? Để mỗi hàn nó mới ngấu vào bóng. Tiếp theo bo này là bo echo. Keo này là keo zin của nhà sản xuất người ta bôi nhá. Đấy. 0306, đây dùng IC 0306.
Các đồng chí nhìn rõ không ạ? 0306. Đấy. Nó là sạch và đẹp. Tiếp theo đến là bo mic. Mic đây. Đấy. Mic đây, 4IC. Tổng thể con âm ly này chẳng lai tạp cái gì cả. Ngoại trừ thay chiết áp và công tắc, bo mạch vẫn còn nguyên bản của nhà sản xuất. HLOV. Đấy, người ta làm nó phải như thế này. Không có rắc hàn dây thì phải bôi keo. Đấy. Còn đây là bo master, bo master. HLOV. Bo master dùng hai con IC 4558. Đây. Đấy. Đây là mặt dưới. Đấy, mặt dưới của master. Nhá. Bây giờ ta tiến lên và ta xoay vào cái vấn đề công suất. Đây công suất đây. Thì cái đời này nó gọi là đời một vỉ. Tức là nó có một cái vỉ này. Đấy. 8 con sò công suất này, mạch công suất ở trong này này, mạch chỉnh lưu nắn dòng các thứ ở trong này này, mạch dơ le bảo vệ ở trong này này, đấy, gói lại trong một cái phên này gọi là đời một mạch nhá, đấy, đây biến áp nguồn đây, đây quắc đây, thì cái quắc này cũng nói luôn vào ngay, quắc này thì không phải quắc zin của Hồng Loa Việt Nam, tức là không phải zin của chiếc âm ly này, và cái quắc của chiếc âm ly này nó mờ này, đấy, nó mờ rồi thì mình phải thay cái quắc vào cho nó sáng lên nhá, đấy. Mình xoay ra như thế này để xoay cái mặt dưới của nó. Nữa là chọn bộ. Đây là mặt dưới còn đây này. Về thiết kế tổng thể với khung của nó thì chẳng có âm ly nào như âm ly này rồi, đúng không ạ? Các đồng chí biết rồi, hãng Hồng Loa. Đấy. Đây. HLOV về. Thì hôm qua mình có bán nguyên một cái chọn bộ bo phên vỉ các thứ này. Đấy, về tối hôm qua gửi đi rồi, về hôm qua gửi đi về Hải Dương nha, về Hải Dương. Hôm nay con âm ly này gửi đi có nhiều khả năng là gửi đi Quảng Ninh nha. Đấy. Thế gửi con này đi thì lại có con khác nhà con chị nó đi thì con gì nó lớn. Đấy. Các đồng chí mà xem mà cứ ưng bụng là cứ liên hệ mình nha. Mình cái công việc của mình ấy là coi như thế là sẽ săn lùng những cái sản phẩm audio chất lượng mà giá thành thì lại tình thương mến thương để cung cấp tới đồng bào đồng chí cả nước. Bởi vậy các đồng chí cứ thích cái sản phẩm nào là cứ liên hệ mình gửi cho nha. Số lượng là không giới hạn. Mạch thì nó là cực quan đẹp, đúng không ạ? Đây này, mạch ở cái lớp dưới này nhá, ngoài cái mạch in sơn xanh này rồi nhá, nó lại còn tráng cái lớp thiếc ở bên trên. Đấy, đường truyền nó tốt lên, tráng những lớp thiếc ở bên trên này. Các đồng chí nhìn thấy ở những âm ly của Tây, của Mỹ, của Nhật, những cái âm ly người ta giáp tay là nó hay tráng cái mạch in này, nó hay tráng lớp thiếc ở bên trên chạy theo để đường truyền nó tốt lên đấy nhá, đường truyền tốt lên. Âm ly này những cái khu vực trung yếu nó mới dùng này thôi, còn khu vực này thì nó không trung yếu thì nó không dùng này. Đấy. Ở đây mình cũng có ngót nghét gần 100 chiếc âm ly, thế nhưng chỉ có những chiếc âm ly như thế này, với cái mạch in người ta mới làm như thế này. Đấy. Đây sang cái âm ly này các cái này. Đấy, những cái chỗ mạch trung yếu này, ví dụ như chỗ này là chỗ đường điện đấy, hay là đường tín hiệu ra loa ấy, là người ta làm như thế là để nó truyền dẫn tốt hơn. Đây là mặt sau. Đấy. Mặt sau nha. Thì tất cả đều đã được coi như là kiểm tra kỹ lưỡng, đổ keo đổ cổng các thứ cẩn thận nha. Đây keo phải đổ này. Đấy. Phải đổ hết chứ nó hàn dây thì không phải là mình không tin tưởng vào mối hàn của mình, thế nhưng trên thực tế đổ keo vào nó bền hơn so với không đổ keo. Bởi vậy chiếc âm ly nào cũng như chiếc âm ly nào về cái vấn đề dây dợ lằng nhằng mình đều phải đổ keo vào hết để đảm bảo về cái vấn đề độ bền. Nó không dám nói là nó trường tồn theo thời gian nha, thế nhưng mà khẳng định với các đồng chí rằng là nó sẽ bền hơn không đổ keo đấy, chứ không phải là dỗi hơi hoặc là thừa keo mà đi đổ vào đấy đâu nha. Đấy. Thì một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly, loa đài, phụ kiện audio, bluetooth vân vân, các đồng chí vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479, giao hàng toàn quốc nha, giao hàng toàn quốc. Các đồng chí lưu ý tiền phí ship bên mua được quyền thanh toán. Xin phép dừng clip ở đây nhá, xin phép dừng clip ở đây. Thì clip sau thì mình sẽ lắp vào, sẽ test nhạc để gửi các đồng chí. Chiếc âm ly này theo mình, ở đây mình đấu rồi, chơi loa 2,5 tấc là không phải suy nghĩ gì cả, chơi suốt ngày suốt đêm được. Âm sắc của nó thì rất chi là sắc nét. Nhắc lại với các đồng chí, cái hãng Hồng Loa này rất chi là sắc nét là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là độ nhiễu nền của nó cực kỳ thấp. Nha, độ nhiễu nền là gì? Tức là khi ta chưa đưa tín hiệu vào nha, mà vặn volume lên mà nó không sôi,
Hoặc là nếu như nó sôi thì đấy là độ nhiễu nền. Nhưng con này vặn lên phải vặn hết lên, xong ghé tai và nghe mới thấy, tức là độ nhiễu nền cực thấp. Đúng không ạ? Độ nhiễu nền mà cực thấp thì cái âm ly này là cực cực đáng chơi. Đúng không ạ? Còn chữ be a ke này ghi tiếng Tây. Đấy, tiếng Tây khi dịch ra tiếng ta của nó là sự thanh bình, báo cáo các đồng chí sự thanh bình nha. Đấy. Tĩnh tâm được khi nghe nhạc ở những chiếc âm ly như thế này. Thôi xin phép dừng clip ở đây. Cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.